Charm Impress, sản phẩm nước hoa dành cho nam, hương thơm mang phong cách thanh lịch, tươi mát, nhẹ nhàng và tươi trẻ. Đặc biệt hơn, hương thơm dòng sản phẩm này được các chuyên gia điều chế tại Pháp, mang phong cách phương Tây khá hiện đại và sang trọng, tạo nên sự cuốn hút mạnh mẽ, đầy nam tính, dứt khoát của một người đàn ông năng động và thành đạt. Sản phẩm được phân phối tại các showroom độc quyền trên toàn quốc. Nước hoa thuộc thương hiệu Charm, nồng độ Europarfum, loại nước hoa nam, độ tuổi khuyên dùng 22 đến 45 tuổi, hương đặc trưng, hương đầu, quả chanh vàng, hoa cam Neroli, cam bergamot, hoa hồng, hương giữa, hoa lan dạ hương, cây đơn sâm, gỗ tuyết tùng, hoa phong lữ, hương cuối, đậu tôn ca, xạ hương, hổ phách, nhóm hương, aromatic aquatic, phong cách, sang trọng, lịch lãm, tươi mát, nam tính, bối cảnh sử dụng, dạo phố, gặp gỡ bạn bè, dạ tiệc, hẹn hò, tham gia sự kiện, làm việc văn phòng, độ lưu hương, lâu, 7 đến 12 giờ trên da, 3 đến 5 ngày trên quần áo, độ tỏa hương, xa, tỏa hương trong vòng bán kính 2 mét, dung tích 50ml, cách sử dụng, xịt ở vùng cổ tay, nhượng gót chân, nách, cổ, ngực, sau gáy tai. Charm Perfume, quyến rũ từng giây, thơm lâu tuyệt đỉnh.